số là 659 nha. 659 là một cây trắc siêu lũ bonsai luôn. Trắc này là trắc dây lá nhỏ nha. Ở cái lá nó rất là nhỏ luôn, trắc dây. À, đây là một phần lũ này, lũ thép luôn cả nha. Đó, cái này là hôm nay Sơn mới đánh đánh bụi ra rồi. Đó, thì nó lòi ra cái phần lõi rất là đẹp, phần lũ rất là đẹp. Đó, còn ở đây là nó dính nhau nha. Đó, nó dính nhau. Đó, bên này là sự sống nè. Đó, còn bên này là lũ. Nói chung là cái này nó, khi mình nhìn cái này á, mình nhìn cái tác phẩm này á, thì mình cảm nhận được cái hướng tích cực rất là nhiều, cái sinh, kêu là cái sinh lực sống rất là nhiều. Đó. Anh đúng anh Thành đó anh. Đổi tí ảnh cho phong thủy. Rồi xong. Dạ rất cảm ơn anh Thành nha. Dạ rồi, cây này có tổng hoành ở đây nha. Tổng hoành ở đây đo được là 47. Tổng hoành ở đây đo được 47. À, cái hoành thân sống nha. Cái hoành thân sống bên này là được 17. Cây cao đến ngọn lũ là 32, cao đến ngọn cái thân ngọn cây luôn là 45. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 31 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh là 1,5 triệu bao ship luôn. Mã số là 659 nha, 1,5 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. 659, 1,5 triệu bao ship. Đó, một cây trắc dây bonsai lá nhỏ luôn. Cái này cũng thành phẩm rồi, đại khái như cây này thì nó cũng thành phẩm rồi. Đó, nó chỉ mình nhà vườn mới tút lá hôm nay thì cỡ tầm một tuần sau là bắt đầu nó bung lọc ra rồi. Đó thì nhìn nó rất là ấm. Đó. 1,5 triệu bao ship cho cây trắc bonsai này luôn nha, siêu lũ luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn nha.